Dạ, anh ơi, tụi em trình được chứ anh? Rồi, mình bắt đầu đi ha. Đọc bài trình đi. Dạ, anh Sa kéo xin lên lên sân. Dạ, chào anh và mọi người, thì chiều nay em sẽ đại diện nhóm để trình bệnh án do mật tụy. Về phần hành chính thì họ về tên bệnh nhân là Lê Văn Trung, giới tính nam, 85 tuổi, địa chỉ thì ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhập viện thì bệnh nhân nhập viện 9 giờ sáng ngày 20 tháng 12, và ngày làm bệnh án là ngày 22 tháng 12. Lý do nhập viện của bệnh nhân là vàng da vàng mắt. Bệnh sử thì bệnh nhân khai bệnh là cách nhập viện 1 tháng thì bệnh nhân bắt đầu cảm thấy vàng da vàng mắt, mức độ vàng càng ngày càng tăng kèm theo ngứa khiến bệnh nhân phải gãi nhiều. Bệnh nhân không có sự chứng gì khác. Cách nhập viện 1 tuần thì bệnh nhân cảm thấy đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, đau không lan, không tư thế giảm đau, bệnh nhân vẫn chịu được và không sử dụng thuốc giảm đau. Lúc này bệnh nhân vàng da và ngứa với mức độ nặng hơn. Bệnh nhân lo lắng cho nên nhập viện thống nhất. Trong quá trình bệnh thì bệnh nhân không sốt, tiểu vàng sậm như trà đặc, tiêu phân bạc màu, ăn uống kém hơn trước, sụt cân nhiều. Bệnh nhân này thì không theo dõi cân nặng nhưng mà bệnh nhân nói là trước kia mình rất là mập, bây giờ thì ốm hơn nhiều. Không buồn nôn hay nôn ói, không uống bất cứ thuốc gì gần đây. Tình trạng nhập viện là bệnh tĩnh, tiếp xúc được, da niêm hồng vàng, tuyến giáp không to, tim đều rõ, không âm thổi, phổi trong không ran, bụng mềm, đề kháng thành bụng âm tính, sinh hiệu là mạch 72, huyết áp 130 trên 60. Nhịp thở là 21 lần, nhiệt độ là 36,7, chiều cao là 1m65, cân nặng là 58, BMI là 21,3. Về tiền căn thì tiền căn bệnh lý 2015 thì bệnh nhân có một lần bị viêm đại tràng được chẩn đoán tại bệnh viện Thống Nhất, không rõ điều trị và hiện tại cũng không có than phiền gì về vấn đề trên. 2016 thì được chẩn đoán là tăng huyết áp độ 1, được chẩn đoán tại bệnh viện Thống Nhất. Huyết áp cao nhất từng ghi nhận là 150 trên 100, huyết áp dễ chịu là 130 trên 80, đang điều trị với amlodipine và tuân thủ điều trị mỗi ngày. Và chưa ghi nhận những cái tiền căn bệnh lý nội khoa khác như đái tháo đường, ung thư đường tiêu hóa, viêm gan CBB hay C, xơ gan, chưa ghi nhận những bệnh lý huyết học trước đây, chưa ghi nhận tiền căn truyền máu gần đây, chưa ghi nhận tiền căn sỏi túi mật, sỏi đường mật và chưa từng phẫu thuật trước đây. Dị ứng thì bệnh nhân không có tiền căn dị ứng với thuốc hay thức ăn. Thói quen sinh hoạt thì hút thuốc lá 15 năm 15 gói năm. Rượu bia thì thỉnh thoảng. Sổ dung thì không ghi nhận. Ăn ăn uống thì bệnh nhân ăn chung với gia đình và gần đây thì bệnh nhân không có ăn nhiều cà rốt hay đu đủ gì hết. Không có tập thể dục thường xuyên, gia đình thì chưa ghi nhận các bệnh lý liên quan. Thì em trình tiếp luôn hay là để tới mọi người có ý kiến anh? Em mới trình tới phần cho nó sơ bộ đi. Dạ vâng. Khám lâm sàng là sáng ngày 22 tháng 12, tức là sau nhập viện 2 ngày. Tổng trạng là bệnh tĩnh, tiếp xúc được, vàng da vàng mắt nhiều, không ban da, không dấu xuất huyết, không phù, tĩnh mạch cổ nổi, âm tính, tuyến giáp không to, hạch ngoại biên sờ không chạm, mạch quay đều rõ 76 lần. Sinh hiệu thì mạch 76 lần, nhịp thở 20 lần, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 120 trên 70, chiều cao là 1m65, cân nặng là 58 kg. Hệ tuần hoàn thì không có ghi nhận gì bất thường hết, hệ hô hấp thì cũng không ghi nhận bất thường. Hệ tiêu hóa thì bụng cân đối, di động theo nhịp thở, không u, không sẹo mổ cũ, không tuần hoàn bàn hệ, nhu động ruột là 6 lần trên phút, bụng mềm, không chướng, đề kháng thành bụng âm tính, túi mật to, mật phi âm tính, gan lách sờ không chạm, rung rang âm tính, thận tiết niệu sinh dục là chưa ghi nhận bất thường, thần kinh cũng chưa ghi nhận bất thường, các cơ quan còn lại thì chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án là bệnh nhân nam, 85 tuổi, nhập viện vì vàng da vàng mắt, qua hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng ghi nhận về triệu chứng cơ năng là đau âm ỉ hạ sườn phải, tiểu vàng sậm, phân bạc màu, ngứa, ăn uống kém, sụt cân nhiều, không sốt. Triệu chứng thực thể là vàng da vàng mắt, đề kháng thành bụng âm tính, mật phi âm tính, hạch ngoại biên sờ không chạm, BMI 21,3. Tiền căn tăng huyết áp độ 1, hút thuốc lá 15 gói năm. Đặt vấn đề hiện tại là bệnh nhân có 3 cái vấn đề như sau: thứ nhất là hội chứng vàng da tắc mật, thứ hai là hội chứng cận ung, thứ ba là có những cái tiền căn như là tăng huyết áp độ 1, hút thuốc lá 15 gói năm. Chẩn đoán sơ bộ của tụi em là
theo dõi u đầu tụy trên nền tảng web độ 1. Những cái phẩn đoán phân biệt là những cái theo dõi u bóng và te, theo dõi u đoạn cuối mật chủ, theo dõi u tá tràng là những cái bệnh trong cái nhóm u quanh bóng và te. Thứ tư nữa là u Klatskin. Thứ năm là theo dõi viêm hẹp lành tính nốt đi. Và thứ sáu là theo dõi sỏi mật chủ. Dạ, có cần biện luận luôn không anh? Biện luận luôn đi em. Biện luận luôn đi. Dạ, biện luận lâm sàng là bệnh nhân có hội chứng vàng da tắc mật rõ, vàng da, tiểu sậm màu, tiêu phân bạc màu, ngứa, đề nghị bi lăng tắc mật, bilirubin toàn phần, bilirubin trực tiếp, ALB, CGT để xác định. Bệnh nhân có đau âm ỉ hạ sườn phải, ngày càng tăng dần. Tính chất cơn đau thì ít gợi ý là một cơn đau quặn mật do sỏi, cho nên nghĩ nhiều là đau do u nó chèn ép từ từ, tại vì bệnh sử cũng đã hơn một tháng, cũng lâu rồi. Bệnh nguyên nhân tắc mật thì nghĩ nhiều là do u, vì bệnh nhân có hội chứng cận ung, chán ăn, sụt cân nhiều, hiện tại lớn tuổi. Ít nghĩ tắc mật do sỏi đường mật, vì bệnh nhân không có sốt, bệnh cảnh không có diễn tiến cấp tính, đề nghị siêu âm bụng để loại trừ. Vị trí tắc mật thì nghĩ nhiều do u đầu tụy, vì tỷ lệ mắc cao, với bệnh nhân là bệnh nhân nam trên 60 tuổi. Trước đây thì là béo phì, hiện tại là BMI 21.3, hút thuốc lá 15 gói năm. Tuy nhiên cũng chưa loại trừ các u khác trong nhóm u quanh bóng va te như là u bóng va te, u đoạn cuối ống mật chủ, u tá tràng, vì triệu chứng lâm sàng dễ bị trùng lắp, đề nghị CT scan bụng chậu của cản quang để xác định. Chưa loại trừ u tắc mật cho Klatskin vì bệnh nhân có lâm sàng tương tự và đề nghị CT scan. Dạ, tụi em hết. Tới phần biện luận lâm sàng, mọi người có ý kiến đóng góp gì cho nhóm không? Alo, nhóm cho mình hỏi, ở trên nhóm bạn khám có túi mật to nhưng mà tại sao không để xuống phần tóm tắt bệnh án với lại đặt vấn đề? Ok, hình như là mình bỏ sót cái đó rồi. Chắc là nhóm mình ghi sót cái tâm, chứ cái đó có gì á. Rồi, anh Sang đang cập nhật vô rồi. Alo. Túi mật có to, với lại là bệnh nhân tắc mật mà có phân bạc màu thì mình nghĩ cái chẩn đoán u Klatskin nó không phù hợp. Mình ghi nhận ý kiến của chị Tô Phượng, mình thấy nó cũng hợp lý. Tại vì mình nghĩ là túi mật to thì nó không có phải là u, tại vì u Klatskin là u ở phía trên cái túi mật, cho nên mình nghĩ hợp lý á. Mình đồng ý với bạn Tô Phượng. Mọi người cho mình. Cứ đi Trình, nói đi Trình. Trong một tháng thì mình có thể là xung đột tụy đầu tiên, bởi vì nó sẽ biết các lượng tụy luôn được. Còn nếu mà gần đây bệnh nhân mới xuống đặt trong đợt một thì có nghĩ là nguyên nhân dịch vụ khác thì u còn túi mật chủ lớn dần sau đó, và hay là trong cái chút nữa đó là cái phần Trình đó, phân tích bệnh án thì bạn có ghi là phân bạc màu, phân bạc đẹp cái gì, không ghi vào. Biết là đẹp cái phân bạc màu, đẹp ở trong cái 35 điện. Alo, Trình ơi. Trình ơi, Trình ơi. Chỗ Trình ồn quá, không nghe rõ Trình. Còn nghe mà. Nghe nhưng mà nó không rõ, còn không thôi thì Trình gõ vào cái phần khung chat đi. Hình như hồi nãy Thế Phát có câu định hỏi đúng không Thế Phát? Ý là mình thấy ghi là túi mật to thì sao mình biết là cái đó là túi mật đó, khi cái đó là có cái khối thì sao? Khối u sao? Alo thì alo Thành nói đi Thành. Cho mình hỏi là bạn sờ tới túi mật đã to rồi còn khám mọc phi nữa hả? Với lại một cái chỗ là mình thấy là bệnh bạn đến là cái vấn đề là bệnh
từ từ mình Alo, vậy là Thành chỉ thắc mắc là túi mật to thì còn kháng một phi nữa hay không, hay là sao á Thành? À đúng đúng rồi bạn, mình đập chữ hết rồi đấy. Như là hồi nãy với câu hỏi của Thế Phát á, thì mình nghĩ là mình lúc là mình khám á, thì mình khám như là cái khám túi mật bình thường, thì mình khám mình sờ vào đó mình thấy nó to, thì mình đầu tiên ý là mình khám đúng theo kỹ thuật được học ở hội kỹ năng, thì mình sờ thấy túi mật thì mình nghĩ là túi mật to, chứ mình cũng không có, lúc đó mình cũng chưa có nghĩ là kiểu có u hay gì hết. Còn về Thành á, thì mình nghĩ là cái túi mật to thì mình sờ thấy túi mật to, còn cái mật phi là cái ấn đau, cho nên là có theo mình nghĩ nha, có thể là túi mật to nhưng mà mật phi nó không có, mật phi nó phải kiểu nó phải tắc nghẽn hay nó viêm gì đó thì nó mới ý, tạo cái áp lực đó thì nó mới đau, cho nên là nếu mới dương tính. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà túi mật đó to rồi thì mật phi cũng có thể dương tính hoặc âm tính. Nhưng lúc mình làm bệnh án thì chúng mình khám thì mình nghĩ vậy, cho nên mình khám túi thì mình khám thấy túi mật to và mật phi thì nó vẫn âm tính thôi trên cái bệnh cảnh của cái ông này. Nhưng mà cái phần khám á, mình không mình cần phải mô em cần phải mô tả ha? Em cần phải mô tả nó như là một cái khối ở trong ổ bụng, chứ không phải là mình ụp vô một cái là túi mật to liền ha. Em phải mô tả làm sao cho các bạn biết, cho mọi người biết khi mà đọc vào á, thì đây nghĩ là đây là cái túi mật đúng không? Thì thứ nhất là phải miêu tả đúng đủ các tính chất của một vị trí của một cái khối u ở trong ổ bụng đúng không? Ha? Thì em đầu tiên em phải khám trước, để khám là mô tả có một cái khối đó ha, ở vùng dưới sườn hoặc là ở vùng hạ sườn phải đúng không? Kích thước bao nhiêu đúng không? Mật độ như thế nào, rồi vị trí như thế nào rồi đúng không? Rồi mật độ như thế nào, bờ như thế nào, giới hạn rõ hay không, ảnh đau ảnh có đau hay không, rồi có di động hay không ha. Rồi lúc sau đó em mới khi mà đầy đủ các tính chất của nghi ngờ đến một cái túi mật, thì em mới kết luận đó là theo dõi cái túi mật to ở ở sau ở phần cuối cái phần mô tả ha, ở phần cuối cái phần mô tả cái đó khối u đó, tại vì đó là một cái khối mà mình đâu chắc rằng nó là cái gì, nó là cái khối, nó có thể là túi mật, nó có thể là những cái quan khác chứ đúng không? À, nó có thể là một cái nang gan làm sao, cái nang gan to mình có thể sờ được như vậy ha. Nó có thể là một cái khối u ở vùng đại tràng thì sao đúng không, đại tràng góc gan đó vân 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 vân, nó có rất không phải là cứ khối nào ở vùng hạ sườn phải nó đều là cái túi mật hết. Tuy nhiên mình phải kết hợp thêm cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân, ở bệnh nhân này có một cái vàng da vàng mắt và tắc mật đúng không, thì túi mật cái khối này sờ được nó có thể là một cái nếu mà mật độ ha, mật độ của ung thư thường là cứng chắc đúng không, cứng ha, rất là cứng, còn mật độ của túi mật nó gì, nó sẽ là mềm, nó chắc chắc ha. Khi mà túi mật căng, túi mật bình thường nó sẽ là mềm nha, nhưng mà khi mà túi mật căng to thì nó mật độ nó sẽ là chắc ha, một chắc và giới hạn rõ ha. Khối u này thì giới hạn thường là nó bề mặt nó u sần sùi giới hạn không rõ, còn túi mật là bề mặt phẳng ha, mặt phẳng nhẵn giới hạn rõ, giới hạn rõ mà cũng mà sờ được ở hạ sườn phải á, thì khả năng nó là túi mật ha, nó là túi mật, thì mấy bạn em tụi em phải mô tả được như vậy ha, mô tả được như vậy cho mấy bạn biết chứ. Chứ mấy bạn cũng thắc mắc đúng tại sao mình khám túi mật to là như thế nào, tại sao khám tại sao biết được đó là túi mật mà không phải là một cơ quan khác ha, phải mô tả vậy rõ ra. Rồi thứ hai là hồi nãy có một bạn nhận xét rất là đúng ha, nếu như mà thực ra là ở đây là mình có thể kết luận là cái định luật của Fourier ha, theo định luật của Fourier thì cái này mình nghĩ là một cái tình trạng tắc mật
mà cái nguyên nhân tắc mạch này nó nằm ở ngay dưới, nó nằm ở ngay sau cái ống, cái lỗ đội của ống túi mật, đúng không? Tại vì mình đã xác định, mình theo dõi là cái túi mật to rồi, cái túi mật tăng rồi, thì khả năng là nó sẽ tắc mạch ở ngay cái dưới lỗ đội ống túi mật, vì thế nó mới cái áp lực của dịch mạch nó mới đổ lên trên gan và đổ lên trên túi mật, là túi mật căng to. Còn nếu như Uglaskin, nếu mà Uglaskin thì rất là khó làm túi mật to, có triệu chứng túi mật to được ha, tại vì nó tắc chủ yếu là cái vùng rốn gan trở lên, kêu ngay cái chỗ hợp lưu ống gan trung trở lên ha. Rồi thì cái Uglaskin nó không có, nên mình có thể loại trừ Uglaskin trong trường hợp này. Dạ, dạ em cảm ơn anh, cũng như là cảm ơn Phát, câu hỏi của Phát hồi nãy kiểu giúp cho mọi người hiểu cái chỗ mà mình khám nó hơi sai, không rõ. Còn Trình có cái câu hỏi bên cái phần khung chat là triệu chứng phân bạc màu có từ bao giờ, từ một tháng hay gần đây? Nếu gần đây mới to thì nghĩ nhiều, vị trí u ở vị trí khác xâm lấn vào. Câu số 2 là tóm tắt bệnh án ghi phân bạc màu mà đặt vấn đề là không có. Bạn đưa triệu chứng phân bạc màu vào vấn đề nào trong ba vấn đề trên? Thì triệu chứng phân bạc màu mình khai thác của bệnh nhân á, thì bệnh nhân nói là khi mà bắt đầu vàng da thì nó ý là bệnh kiểu cái thông tin về phân bạc màu bệnh nhân không nhớ rõ, nhưng mà bệnh nhân nhớ rõ là gần đây nhất á, thì kiểu là cái khi mà cái tình trạng vàng da với ngứa nó càng ngày càng nhiều rồi, thì bệnh nhân kiểu là mới để ý nhiều hơn về cái cơ thể của mình thì mới thấy phân bạc màu gần đây. Còn cái câu số 2 của Trình là thì cái phân bạc màu đó là mình đưa vào cái hội chứng vàng da tắc mật. Alo, bạn Trình có đồng ý với ý kiến của bạn không? Alo, Trình ơi, vẫn nghe không rõ, Trình ghi vào khung chat nha. Ở đây dạ, nói thêm vấn đề nữa ha. Rồi. Ở đây thì các bạn cố gắng để mà chẩn đoán rõ cái vị trí tắc nghẽn ở trong cái bệnh cạnh u của bóng mate thì cũng được, anh thấy cũng khuyến khích cái vấn đề đó ha. Tuy nhiên u đầu tụy thì có thể có những yếu tố nguy cơ của đầu tụy, nhưng mà đối với ba cái u còn lại thì làm sao bạn phân biệt được giữa các u với nhau? Em phải có những cái đặc điểm riêng của nó ha, đặc điểm riêng của nó để mà mình đưa vào chứ. Chứ em chỉ nói phân biệt giữa ba cái u đó, nhưng mà mình lại không có cái đặc điểm riêng để phân biệt thì làm sao mà lại chẩn đoán? Dạ thưa anh, lúc em đọc bài thì em thấy là mấy cái này nó khác nhau về cái tần suất, thì em nghĩ là tại vì ở đây cũng chỉ cơ bản là chẩn đoán sơ bộ hay phân biệt thôi, cho nên em nghĩ là dựa vào tần suất với lại mới chưa có cận lâm sàng nữa, cho nên em nghĩ là em đưa theo cái thứ tự tần suất của nó bạn. Còn cái u đầu tụy thì em thấy là cái tần suất cao nhất với lại bệnh nhân có đầy đủ các yếu tố nguy cơ, cho nên em để lên trên là chẩn đoán sơ bộ. Thực sự ra thì mình cũng không cần ở phần chẩn đoán sơ bộ này, mình cũng không bắt buộc các bạn phải phân biệt rõ từng cái khối u ra, không bắt buộc phải phân biệt rõ từng cái ra. Tùy khi mà nó có yếu tố nguy cơ quá rõ ràng thì cũng được. Nhưng mà nếu như mà những trường hợp mà không có yếu tố nguy cơ rõ ràng ha, thì mình có thể chẩn đoán sơ bộ là u quanh bóng pate cũng được nha, theo như u quanh bóng pate cũng được, chứ không nhất thiết là mình phải đưa ra, tại vì cái bệnh cảnh lâm sàng của nó giống nhau, mà là cảnh lâm sàng nó giống nhau, khá giống nhau nha. Chỉ có khác nhau ở yếu tố nguy cơ là một, thứ hai là trong bốn khối u đó thì thằng u con móng pate là cái thời gian mà vàng da là sớm nhất, thời gian từ lúc từ phát bệnh đến lúc mà phát hiện có triệu chứng vàng da là thời gian ngắn nhất trong bốn loại u ha, tại vì nó biết ngay cái đường ra của đường mật, cho nên là nó sẽ gây vàng da sớm nhất, cho nên là bệnh nhân sẽ thường là phát hiện bệnh trong giai đoạn sớm
và tiên lượng ha, tiên lượng điều trị triệt để của u bóng vate là tốt nhất cho muốn loại u đó. À, nhưng thực ra cái thời gian để mà sớm là bao nhiêu thì không minh cũng không nghiên cứu nào nêu rõ. À, sớm là bao nhiêu là không có nêu rõ, chỉ biết là đối với những trường hợp này thì đánh giá TNM nó đang nằm ở trong giai đoạn sớm, giai đoạn khu trú ha. Còn các u còn lại như u đầu tụy, u đầu cuống mình chủ và u tá tràng thì khi mà gây bằng da thì bệnh nhân đã ha, bệnh nhân đã vào giai đoạn trễ, giai đoạn xâm lấn hoặc giai đoạn di căn xa, thì cái tương lượng mổ được triệt để là whipple á là thấp nhất, là thấp hơn so với u bate ha, so với u bate rồi. Thì nó chỉ khác nhau vậy thôi. Còn về lâm sàng, về lâm sàng và thực ra thực tế về điều trị nó cũng giống nhau luôn ha, nó cũng giống nhau đối với u bóng bate, nhưng xác định, cho nó xác định thì bắt buộc các bạn phải đưa ra được cái vị trí chính xác nhất ha, vị trí cuối cùng là u ở vị trí nào nha. Mặc dù điều trị nó giống nhau nhưng mà mình cần phải khi mà có tất cả các cận lâm sàng rồi thì mình cần phải đưa ra cái chẩn đoán chính xác nhất. Dạ. Và cái này á, cái chẩn đoán sơ bộ này tụi em cũng đưa ra thiếu. À, nếu mà để ý có bạn của bạn cũng đưa ra thiếu thì tại vì cái u này á nó đã gây ra tình trạng tắc mạch rồi. Ha. Nó gây tình trạng tắc mạch thì mình cần phải đưa vào chẩn đoán sơ bộ cho người nghe người ta hiểu rằng là cái u này nó đã gây triệu chứng chèn ép tắc mạch gây vàng da rồi đúng không, thì mình cần phải ghi là tắc mạch nghi do u của móng vate hoặc là u của móng vate có biến chứng tắc mạch, thì kiểu nào cũng được nhưng mà mình cần phải đưa vào nghe, tại vì có những cái u mà có thể là đối với những bệnh nhân người ta đi khám sàng lọc hoặc là người ta chụp CT hoặc là MRI để chẩn đoán một cái bệnh lý gì khác, vô tình phát hiện được u nằm u u bóng mate thì sao, lúc đó thì nó chưa có gây tắc mạch gì hết ha, lúc đó mình có thể chẩn đoán là u bóng mate được, mình có thể chẩn đoán chính xác được vị trí được luôn tại vì ta đã chụp MRI hoặc CT rồi ha. Tuy nhiên trường hợp đó người ta chưa có tắc mạch thì lúc đó chẩn đoán u sự nhiên chẩn đoán là u mate ha, chứ bệnh nhân bị bệnh gì đó vân vân ha. Còn ở trường hợp này là bệnh nhân đã có tình trạng là tắc mạch rồi thì ở đây có hai triệu chứng rất là đặc hiệu cho tình trạng tắc và cái tắc mạch ha, như là hôm trước anh đã nói đó là phân mạch màu và túi mật căng to nhưng mà ấn không có đau ha, ấn không có đau nha, thì lúc đó mình rất là ủng hộ cho mình một cái tình trạng là và cái tắc mạch ha, và tắc mạch rồi. Thì ở đây mình đã khu trú lại được ha, và cái này là do tắc mạch thì mình không cần phải bình luận thêm những có thể loại trừ luôn những tình trạng vàng da trước gan và vàng da tại gan ha. Và trong phần tiền sử và trong cái phần tiền sử á, thấy bạn là nhóm là mình đã cũng khai thác khá tốt tất cả các triệu chứng mà mình có thể nghĩ tới cái vàng da này, ví dụ như là bệnh nhân có ăn uống những cái chất có chứa nhiều beta carotene hay không ha, ví dụ như là đu đủ hay cà rốt hay là bí đỏ ha, rồi vân vân. Thứ hai là có các bệnh lý như viêm gan siêu vi B, siêu vi C, sơ gan, đó là những cái vàng da tại gan, hoặc là bệnh nhân có chưa ghi nhận bệnh lý huyết học trước đây ha, ví dụ như là bạn muốn đề cập tới cái thalassemi đúng không, như là vàng da tán huyết trước gan đó ha. Thì như vậy là một cái bệnh án vàng da mà khai thác tiền sử như vậy anh cho ra khá đầy đủ ha, khá đầy đủ rồi. Thì các bạn sau này nhớ ha, những cái bệnh lý vàng da mà chưa rõ nguyên nhân, chưa rõ đó là nguyên nhân tại đâu thì tốt nhất là mình phải khai thác hết tất cả các triệu chứng có thể xảy ra để sau vô phần bình luận á mình có cái bằng chứng để mình bình luận ha. Tại vì vàng da nhưng mà nếu như mà không có triệu chứng phân mạch màu hoặc không có triệu chứng thể là túi mật căng to thì mình rất khó cho mình để cho nó xác định đây là vàng da ở vị trí nào. Ha, tại gan hay sau gan hay trước gan rồi. Còn u class skin ở đây thì mình không có ghi nhận ha, mình có thể loại trừ tại vì cái túi mật nó không có to
khả năng là nó là thắc mạch ở ngay cái vùng sau, thắc mạch ngay ngay sau cái lỗ đỏ của ống túi mật, và thường gặp nhất nó là u mông ba te ha, u con mông ba te. Tuy nhiên có rất là nhiều nguyên nhân khác nó có thể gây thắc mạch mà nó không nằm trong nhóm u mông ba te ha, nó không nằm trong nhóm u mông ba te, từ nó có thể là từ những u khác nó di căn tới, hoặc là nó nhìn có u nằm khối u lân cận nó xâm lấn ha, u lân cận nó xâm lấn, có nghĩa là nó u mông ba te định nghĩa là những khối u nó nằm trong vòng bán kính ha, là khoảng 2 cm quanh cái bóng ba te nha, 2 cm bóng ba te, nhưng có thể có những khối u nó nằm ngoài hai bán kính 2 cm đó. Nhưng mà do gì ha, do tính cái tính bệnh lý ác tính của nó, tình trạng xâm lấn quá ác tính, nó có thể to lên mà nó xâm lấn ngay vào ngay cái vùng đường mạch ha, những cái vùng chèn ép đường mạch gây tắc mạch ha. Như trường hợp, nhiều trường hợp anh thấy là cái những cái trường hợp ung thư dạ dày, ung thư dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày á, nó có thể xâm lấn, nó có thể to, nó phát triển quá quá nhanh, nó xâm lấn vào ngay đường mạch gây tắc mạch luôn, chứ không phải là chỉ có u mông ba te nó mới gây tắc mạch ha. Nhưng mà về xuất độ và dịch tễ thì nó gặp nhiều nhất trong nhóm kia ha. Rồi viêm hẹp, rồi ở đây anh cũng đồng tình với trường hợp là bệnh nhân có thể có viêm hẹp lành tính ốt đi cũng được ha, và sỏi một trụ nếu như mà chưa loại trừ. Cũng như là có một cái tình trạng hôm bữa anh có nói ha, là sỏi một trụ nhiều khi nó cũng chỉ gây tắc mạch thôi, nó không gây đau thì mình cũng không loại trừ được, mình cũng đưa vào thì còn đồng ý ha. Và bạn Huy Phát có ý kiến gì không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là nếu mà mình nghĩ đến u đầu tị đầu tiên đó thì mình phải hỏi cái tiền căn là có viêm tụy trước đây không, đúng không anh? Chứ đúng rồi. Với các bạn khai thác cái yếu tố nguy cơ thì em thấy chưa đủ. Thường thì nếu như mà u đầu tụy á, nếu bệnh nhân có viêm tiền căn bệnh lý viêm tụy mạn ha, viêm tụy cấp viêm tụy mạn trước đây, hoặc là bệnh nhân có tiền căn đái tháo đường đó, thì đó là những cái yếu tố nguy cơ mình giúp cho mình có thể khu trú lại nguyên nhân là u đầu tụy. U đầu tụy nếu như có, thì anh có nói rồi, nếu như mà yếu tố nguy cơ nó rõ ràng thì quá tốt, còn nếu mà không có thì thôi, thì không sao, mình có thể chẩn đoán u con bóng ma te được, cái đó mình không ai bắt các bạn hết ha. Còn khi mà có tất cả các lâm sàng rồi, xác định rồi mà còn chẩn đoán u con bóng ma te nữa thì không hợp lý nha, không chính xác. Rồi, có bạn nào bổ sung thêm cái chẩn đoán phân biệt cho các bạn không? Có ai nghĩ là dung chui ống mật không? Dung chui nè, trong lòng là dung chui với dung với sợi ống trụ, nó nằm ở cái nhóm là trong lòng đường mật ha. Nằm ở nhóm trong lòng đường mật, còn trong thành đường mật là ở ngoài chèn thảo á, nó đa số nó nằm ở trong nhóm u rồi. Thì nếu như mà nhun chui một chỗ, các bạn có thể xem lại cái phần dịch tễ của bệnh nhân ha, nghề nghiệp có phải là làm nông hay không, làm nông hay đi trên đất làm ruộng ha. Rồi ở vùng dịch tễ thì có nhiều ở cái vùng mà có nhiều giun hay không, có nhiều cái sinh trùng hay không, đúng không? Rồi xếp thôi, có bệnh nhân có sổ giun thường xuyên hay không, đó là những cái gì liên quan tới cái vấn đề về cái bệnh lý cái sinh trùng, đúng không? Như các bạn học ở bên nhiễm rồi, mô đun nhiễm rồi, nếu không có thì thôi không đưa vô. Dạ anh, vậy bây giờ tụi em tiếp tục hay sao anh? Rồi giờ tới cái phần này rồi thì còn bạn nào còn thắc mắc gì không? Có câu hỏi gì cho các bạn nhóm trình nữa không, để mình đi tiếp phần cận lâm sàng. Rồi không thì tiếp tục đi em. Dạ, kéo lên đi anh sang.
Dạ thưa anh, thì đề nghị cận lâm sàng của tụi em là cận lâm sàng thì có cận lâm sàng chẩn đoán và thường quy. Chẩn đoán thì tụi em đề nghị siêu âm bụng, CT scan bụng có cảm quang, sinh hóa máu, ấu là bilirubin toàn phần trực tiếp, ALB, GGT, albumin protein toàn phần. Cận lâm sàng thường quy là test nhanh và PCR COVID-19, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, đông cầm máu, sinh hóa máu, làm cái HBS array, anti-HCV, cái những cái điện tâm đồ, siêu âm tim, x-quang ngực thẳng. Thì về kết quả cận lâm sàng, đứt lên đây sao? Thì về lướt xuống dưới nữa. Về công thức máu thì về dòng bạch cầu là bình thường. Dòng hồng cầu thì thấy là có thiếu máu hồng cầu đẳng sắc, đẳng bào, mức độ nhẹ, phù hợp với một cái bệnh nhân, phù hợp trên một cái bệnh nhân lớn tuổi ấy. Và tiểu cầu thì bình thường. Còn về sinh hóa máu, sinh hóa máu thì thấy có những cái bất thường như sau. Thứ nhất là AST tăng khoảng 5 lần, nghĩ là có một cái tình trạng hoại tử tế bào gan. Bilirubin trực tiếp chiếm trên 50% của tổng lượng bilirubin, thì là tăng bilirubin trực tiếp ưu thế. Đây là tình trạng vàng da sau gan, phù hợp với biện luận tắc mật do u quanh bóng va te. Cái albumin protein thấp thì gợi ý một chức năng gan bị suy giảm, phù hợp với cái tình trạng tắc mật do u cho một bệnh nhân lớn tuổi ăn uống kém. Về HBS AG là âm tính, anti HCV là âm tính. Về đông cầm máu thì ở đây mình thấy là về con đường đông máu nội sinh là bình thường, con đường đông máu ngoại sinh thì nó bất thường. Trong đó thì TQ và INR nó tăng và TL prothrombin thì nó giảm. Thì ở đây mình nghĩ là có thể thường thì con đường đông máu nó bị ảnh hưởng ngoại ngoại sinh trước và sau đó ảnh hưởng nội sinh. Ở đây mình nghĩ là một cái tình trạng kiểu suy giảm chức năng gan, nó bị suy giảm cho nên nó giảm tổng hợp những cái yếu tố như là 2, 7, 9, 10 và nó dẫn đến ảnh hưởng đến con đường đông máu ngoại sinh. Với lại là khi mà tắc mật lâu dài thì cái tình trạng mà hấp thụ vitamin K nó cũng giảm, mà hấp thụ vitamin K giảm thì kéo theo đó là cái sự tổng hợp của 2, 7, 9, 10 nó cũng giảm theo, cho nên nó ảnh hưởng lên con đường đông máu ngoại sinh trước. Về cái siêu âm bụng thì ở trên là phần mô tả, thì em đọc cái phần kết luận là gan thô, túi mật căng to, giãn đường mật trong và ngoài gan, phì đại tiền liệt tiến. Về CT scan bụng có cảm quang thì kết luận là có giãn đường mật trong gan và ngoài gan, giãn ống mật chủ và ống tụy, nghi u đoạn cuối ống mật chủ, phì đại tiền liệt tiến. Còn về ECG thì nhịp xoang đều, tần số 68 lần trên phút, trục lệch trái. Siêu âm tim thì không ghi nhận có gì bất thường, chưa ghi nhận có gì bất thường. X-quang ngực thẳng thì cũng chưa ghi nhận có gì bất thường. Thì chẩn đoán xác định của tụi em cái ở đây là tắc mật do u đoạn cuối ống mật chủ, TES N0M0, tức là giai đoạn 0, cho nên bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 theo GNC7, phì đại tiền liệt tiến. Dạ, tới đây là chẩn đoán xác định của tụi em. Mọi người có ý kiến gì về phần biện luận cận lâm sàng cũng như là phần chẩn đoán xác định không? À, cho em bệnh án lên trên phần chat đi. Dạ, để anh Sa gửi cái link bệnh án lên phần khung chat đi anh Sa. Dạ, cho em mới gửi cái bệnh án lên rồi anh. Anh thấy rồi. Alo Quang ơi, cái chỗ mà cận lâm sàng về sinh hóa thì mình thấy bệnh nhân này có cái hạ kali máu ở mức độ nhẹ, mà sau đấy là phần biện luận cận lâm sàng với lại cái phần chẩn đoán thì bạn không có ghi nhận cái này á. Chỗ đó. À, cái này nè. Ok, mình thấy rồi. Cái này là một hình như là mình cái chỗ này thì mình cũng không có rõ chỗ này. Tại vì thực sự trong cái phần điều trị của bệnh nhân á, lúc ban đầu mình vô mình thấy là có cái natri máu trong cái tờ điều trị của bệnh viện á nha. Là mình thấy là có cái người ta có
bù kali với bù natri hay bằng cách là truyền NaCl với KCl thì nhưng mà lúc mà làm thì tụi mình chưa có kiểu không có chú ý cái phần này cho lắm, giờ Tân nhắc lại mình mới nhớ. Cảm ơn Tân, để mình xem lại cái phần này. Thì hình như là bữa trước. Anh Sơn ơi, anh có đó không anh? Tại vì bữa trước hình như em nhớ đi làm sàn anh cũng có nói về cái chỗ này á. Anh có thể giúp mọi người nói rõ chỗ này hơn được không anh? Dạ, vậy thì cái chỗ mà ion đồ này em thấy có một cái vấn đề là có hạ cái kali nhẹ, thì ý là nhóm em hiện giờ thì chưa có nghĩ ra được cái lý do tại sao á, thì anh Bình anh có thể giúp tụi em giải thích được cái chỗ này hay sao không? Dạ. Có bạn nào giải thích được không? Thực ra anh nghĩ nó như bệnh nhân này ha, trước đây bệnh nhân chưa có một tiền căn và một cái bệnh lý nào về rối loạn ion đồ á, rối loạn điện giải á, thì khả năng cái kali máu thấp như vậy là do nó ở trong cùng ha, nó ở trong cùng cái bệnh cảnh của thằng albumin nó giảm, protein giảm, do bệnh nhân suy kiệt, ăn uống kém ha, ăn uống kém, nhân chán ăn. Nghe bảo là đến mức độ ha sụt cân rất là nhiều nhưng mà không ghi nhận, tại vì thấy bệnh nhân thấy mập, muốn ăn rất là mập nhưng mà bây hiện tại sụt cân nhiều, thì anh nghĩ cái kali giảm nè và albumin protein giảm này nó cũng nằm trong cái bệnh cảnh là suy kiệt ha, suy kiệt ăn uống kém suy dinh dưỡng ha. Nói về vấn đề mà suy giảm chức năng gan trong vòng một thời gian ngắn như vậy thì anh nghĩ nó rất khó xảy ra. Nó cũng có thể albumin giảm á, ý là albumin giảm á, nó có thể là một phần thôi, một phần nhỏ thôi, nhưng mà đối với trường hợp thời gian mới bệnh cảnh có một tháng như vậy mà chức năng gan giảm như vậy á, thì anh nghĩ nó không có hợp lý ha, không có hợp lý. Dạ anh ơi, vậy thì kiểu như với cái kali mức độ đó thì mới đầu vô nhập viện mình có làm gì cho bệnh nhân không anh, hay là kiểu nếu kali như vậy á thì em cần phải bổ sung kali cho bệnh nhân bằng, có thể bằng đường uống hoặc bằng đường tiêm tùy. Nếu như mà bệnh nhân ăn uống không được ha, bệnh nhân ăn uống kém rồi á, bệnh nhân mệt mỏi không thể uống ăn uống được thì em dùng đường tiêm, đường truyền cho bệnh nhân. Còn nếu như bệnh nhân vẫn có thể ăn uống được thì cho bệnh nhân uống thuốc viên ha, và khuyến khích bệnh nhân ăn thêm chuối ha, ăn thêm chuối và uống nước dừa, ăn thêm chuối uống nước dừa, tại vì đó là hai cái thức ăn nó có chứa nhiều kali ha, giúp tăng kali trong máu. Dạ. Còn thì thường là chỉ định truyền kali nó sẽ dưới 2.5 ha, 2.5 trở xuống là truyền kali, còn từ 2.5 trở lên thì mình có thể cho bệnh nhân uống thuốc viên ha. Và bổ sung thêm thực phẩm có chứa kali nhiều, chứa nhiều kali. Dạ. Rồi. Phát hiện một ý rất là hay đó ha, phát hiện ý là hay kali giảm. Tiếp còn bạn nào có phát hiện gì mới không? Là bạn thấy các bạn thiếu, có thấy bạn đề nghị thiếu cận lâm sàng nào hay là cận lâm sàng nào chưa phù hợp? Quang ơi, cho xin lại chỗ công thức máu đi Quang. Kéo lên cái công thức máu đi sao? Tại vì ban nãy Quang nói cái ca này là thiếu máu đẳng sắt đẳng bào. Mình thấy là nếu mà người ta suy dinh dưỡng hay là người già lâu ngày thì nhân lên thiếu máu, nên là hồng cầu nhỏ như sắt
còn đẳng sắc đẳng bào thường là trong mắt máu cấp. Nhưng mà Quang là nói cái trường hợp này đẳng sắc đẳng bào mà phù hợp với tình trạng của bệnh nhân là mình thắc mắc cái chỗ đó. Cảm ơn Trâm câu hỏi cho này nha. Cái này là mình đọc cận lâm sàng thì mình thấy MCV với MCH thì nó ý là nó trong khoảng của đẳng sắc đẳng bào, còn cái phù hợp với cho bệnh nhân lớn tuổi thì không biết là mọi người chỗ này có cái ý kiến gì giống mình hay là giống Trâm không, mọi người có thể đóng góp chỗ này được không? Tại vì bình thường á, theo như nếu mà mình làm á, là mình nhớ là cũng đúng là lớn tuổi thì thiếu máu cho bệnh nhân lớn tuổi thường là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiệt sắc, còn giống như Trâm nói là cấp tính thì mới đẳng sắc đẳng bào, nhưng mà mình cái chỗ này mình cũng không rõ chỗ này mình sang bữa kia mình làm gì nữa ta. Nhưng mà hiện tại mình nghĩ là trên bệnh nhân này thì vẫn chưa có một cái lý do nào mà nó rõ ràng để chỉ điểm cái tình trạng thiếu máu này, ngoài cái việc mà ngoài cái việc mà bệnh nhân này là lớn tuổi. Còn nếu mà bệnh nhân này do cái u này chảy máu rỉ rả thì mình nghĩ cái đó là nó sẽ kiểu nó thiếu máu độ nặng hơn, hoặc là nó biểu hiện ra hồng cầu nhỏ nhiệt sắc. Nếu vậy thì mình cần phải để giải quyết cái vấn đề này đúng không? Mình đi giải quyết vấn đề này coi bệnh nhân em phải hỏi lại, truy lại coi bệnh nhân có những cái tình trạng móc cấp nào gần đây hay không, đúng không? Có tình trạng nào móc cấp gần đây hay không, có bị chảy máu nhiều ở chỗ nào hay không ha. Rồi để xem lại thì tại vì thiếu máu nó cũng có thể nằm trong cái bệnh cảnh của u và nằm trong cái bệnh cảnh của ăn uống kém thì nó cũng có thể gặp ha, có thể gặp, nhưng mà nó cũng chưa có phù hợp với lại cái loại thiếu máu đúng không, chưa phù hợp. Vậy nếu như mà chỉ đơn giản là bệnh nhân là lớn tuổi kiểu vậy thì cái việc mà thiếu máu hồng cầu đẳng sắc đẳng bào này nó có thể xảy ra không anh? Tại vì giống như em hỏi bệnh sử thì trong quá trình em hỏi em nhớ là bệnh nhân không có những cái gì gần đây liên quan tới mất máu hết. Thì nó nhiều khi nó cũng không có thực sự là nó định hình đâu, nó mình cũng không có cái gì nó cũng gọi là định hình như là theo sách vở đâu ha. Nó cũng có những cái nó trường hợp ngoại lệ ha, mình nhiều khi mình chưa không giải thích được. Dạ rồi, ở đây anh thắc mắc là có một cái CA199 tại sao mình không có kết quả ở đây. Dạ tại vì bệnh cái đó là tụi em nghĩ là tụi em sẽ đề nghị, còn bệnh viện không có. Chưa, bệnh chưa đưa vô đúng không? Dạ. Nếu như mà mình đưa xem 99 mình nên đưa thêm CEA vô. Dạ. Thường là hai cái nó sẽ đi chung với nhau. Nó sẽ nằm trong cái bệnh lý tại vì CEA là nó nằm trong đường lý đường tiêu hóa nói chung. Thì đường lý thì u tụy với u đường mật nó cũng nằm trong bệnh cảnh đó. Nên mình đưa vào. Tuy nhiên thì 99 thì nó đặc hiệu trong cái bệnh lý bệnh cảnh đường mạch với đường tụy nhiều ha. Dạ. Để tại sao trường hợp này không làm MRI mà lại làm CT? MRI có thể có ích hơn không? MRI giúp em khảo sát được đường mạch tốt hơn không? Bởi vì thứ nhất có em trai mà đúng không? Dạ có. Là do bệnh là do trong bệnh án đề nghị CT hả? Hay là không đề nghị em trai hay sao? Dạ em thấy trong trong bệnh án thì người ta đề nghị CT á. Thường là nên đánh giá
đánh giá một cái cây đường mạch là đường hệ mạch tụy á, thì tốt nhất các bạn nên dùng cái MRI nha. Tại vì MRI có thể có thể giúp cho các bạn loại trừ được cái nguyên nhân này, là cái nguyên nhân này không phải là do sỏi ống trụ và đường mạch cạn không cạn quang ha. Tại vì sỏi không cạn quang á, nó trên CT không có, sẽ không thấy. Nhiều khi á, nó không thấy u, không thấy gì hết, nhưng mà lại thấy viêm hẹp đường mạch. Tại vì người ta đâu có thấy sỏi đâu, người ta sẽ đọc là viêm hẹp đường mạch, sỏi không cạn quang ha. Người ta đâu có thấy sỏi không cạn quang đâu, người ta sẽ thấy là nó là viêm hẹp đường mạch. Mà khi mà MRI á, sẽ thấy được cái sỏi cạn quang, đánh giá được cái sỏi tốt hơn, giúp cho tụi em loại trừ. Tại vì trên những phân biệt của mình là có sỏi đúng không, trên những phân biệt của mình là có sỏi, thì tôi nhất là dùng MRI ha, khảo sát MRI. Còn nếu như mà trong cái bệnh án không có MRI, lúc đó các bạn sẽ nói là trong bệnh án không có đề nghị MRI mà đề nghị CT, thì cho tụi em sẽ trình kết quả CT lên ha. Đó ha, lúc nào mình cũng phải nói ra để các anh biết là các bạn có đề nghị để ý tới ha. Chứ anh cũng biết chắc chắn là cái bệnh án này là không có MRI cho nên mấy bạn không đưa vào. Nếu có MRI thì các bạn đã đưa vào rồi ha. Rồi dạ yeah. Trong CT này người ta chỉ nói là nghi u định của mình chủ ha, nghi u định của mình chủ, mà thực sự nó là nó chỉ là nghi ngờ thôi. Bây giờ theo các bạn thì như vậy đã đầy đủ chưa, và cần làm thêm cái cận lâm sàng nào nữa hay không để chẩn đoán, để có thể loại trừ được các nguyên nhân khác ở trong cái u ống mô te. Và chỉ nên xác định như vậy đã đủ chưa, đã có thể đã phù hợp với một cái bệnh cảnh bệnh lý về khối u chưa. Dạ theo em đọc sách nhưng mà em không thấy có thực hiện trong bệnh án này, anh lại thấy là liên quan tới những cái phần chỉ định của phẫu thuật phía sau là người ta có làm thêm cái sinh thiết nữa, cho nên em không biết là có cần phải làm thêm cái đó. Bây giờ theo bạn nghĩ có nên có cần phải sinh thiết không? Có bạn nào bổ sung cho bạn không? Cận lâm sàng này các bạn đã học rồi. Hello. Mình nào biết luôn. Dạ thưa anh, là em nghĩ là ca này mình thấy cần phải là mình phải làm cái RCP ạ, mình sinh thiết luôn ạ. RCP, ECB. ECB làm sao sinh thiết được? U đầu tụy với u rành cuống mà chỗ em. ECB đơn thuần không phân biệt không sinh thiết được u rồi cũng mà chủ với lại u lâu tụy ha. Nó có thể sinh thiết được u ba te và u đặt u tá tràng nếu có ha, có không phải ECB đâu.
cái bài học rồi mà. Dạ, dạ alo anh ơi, em nghĩ ca này mình nên làm cái siêu âm nội soi để mình làm việc phẫu bệnh, đồng thời mình đánh giá thêm là cái u nó có xâm lấn mạch máu hay là có mạch di căn hay không. Rất chính xác. Tại cái vùng đấy. Cái EUS, cái EUS trong trường hợp này cho bạn, cho các bạn rất là nhiều thuận lợi. Anh có thể kể ba thuận lợi đầu tiên cho các bạn ha. Là thứ nhất, cái EUS này có thể là nó là một cái siêu âm qua ngạng nội soi đúng không? Thì khi đó ha, dựa trên hình ảnh nội soi mình có thể loại trừ được cái nguyên nhân tắc mạch này có thể là do u tá tràng hay không, hay là do có thể là do u va te hay không. À, thì nếu như mà siêu nội soi vào thấy cái vùng u tá tràng trên láng, vùng nhũ va te trên láng, mình có thể loại trừ được đây là nhũ va te, đây không phải là do u va te hoặc là u tá tràng. À, thì mình chỉ còn khu trú thêm là hai nguyên nhân chính là u đầu tụy và u lồng trung bao trụ. À, đó là một cái lợi thứ nhất. Lợi thứ hai là giúp, nó có thể giúp cho bạn xác định được khối u nằm ở vị trí nào. Nó là mặt u đầu tụy hay là mặt u đầu tụy luôn ha. Và đồng thời nó có thể giúp xác định những cái và kích thước còn nhỏ ha, khi kích thước u nó còn nhỏ dưới 2 cm nó không đã phát hiện được nhờ cái EUS. Và nó giúp cho, và cái phương pháp này á, giúp cho các bạn có thể sinh thiết được tổn thương, lấy được cái mô của khối u để mình làm xét nghiệm ha, để mình làm dịch vụ bệnh ha, và đánh giá được cái TNM, đánh giá được cái T và cái N, như là đánh giá được cái độ xâm lấn của khối u và đánh giá được cái hạch. Như hôm bữa các bạn học thầy Quy Dũng ngồi đúng không, trong cái nội soi siêu âm nó rất rõ các lớp của một cái ống, có thể ống tiêu hóa, có thể là đường mật. Khi đó giúp cho mình đánh giá được chính tê rất là tốt, và cái đò N là cùng á rất là tốt luôn ha. Nhưng mà hạt di căn xa và hạt di căn xa như là em bò đó thì chỉ có đánh giá được chính tê và cái N thôi ha. Và cái ưu điểm thứ ba là cái ưu điểm gì, là sinh thiết, nó có thể sinh thiết được. Cho nên trong bình án này các bạn mấy đứa không đề nghị cái EMS, là anh thấy là nó khá thiếu sót trong bệnh án này để mình xác định. Tại vì thực ra MSCT nó là nghi ngờ thôi, nghi thành u đồng cuống mạch chủ thôi nha, nhưng mà nó ra là nó cũng chưa có xác định rõ ràng để như vậy mình cần làm thêm một cái EUS để mình xin đồng loại, vừa loại trừ vừa sinh thiết và vừa đánh giá được cái giai đoạn của u nó tốt nhất, tốt hơn ha. Thì ở đây là bệnh án này là bệnh nhân không có, bác sĩ không đề nghị, là không đề nghị đúng không? Thì anh không biết là bên Thống Nhất ta có cái phương pháp này hay chưa, ta có cái hệ thống EUS hay chưa, anh không biết ha. Nhưng bên Bình Dân là có rồi, Bình Dân là có rồi. Rồi siêu âm quang ngạn nội soi ha, siêu âm quang ngạn nội soi. Cho nên là ở đây về phần chúng nó xác định, đó, bạn không có cái một không có xác định được đây là có ung thư, u lành tính, u ác tính, tại vì mình không có cái của bệnh rất là thiếu ha. Đối với u gan mạch tụy á, ngoại trừ cái u gan, ngoại trừ cái ung thư gan HCC thôi là không cần giải phẫu bệnh thôi ha. Còn bất cứ các cái khối u nào khác, các bạn đều cần phải có giải phẫu bệnh trong bệnh lý, nếu như các bạn nghi ngờ nó là khối u nha, trong phần cho nó xác định là cho nó xác định nó là ung thư hay u lành, hay u lành tính thôi. Như vậy nó mới đầy đủ chứ chỉnh. Tụi em có tất cả các cận lâm sàng rồi, có nghĩa là có phương tiện cận lâm sàng trong tay rồi, mà tụi em chỉ nó xác định vẫn chỉnh đoán là u, như vậy là nó không có phù hợp nha, nó không có phù hợp với lại một cái trên tinh thần của một cái bệnh lý về khối u, trong tinh thần của bệnh án mà mình nói mình chỉnh nó không ổn. Tại vì u lành
mình có hướng điều trị khác và mình có tiên lượng khác, còn ung thư là mình lại có một tiên lượng khác cho bệnh nhân chứ, đúng không? Chỉ có HCC thì nó không cần nhiều bệnh thôi, nhưng mà các u lại thì nên tìm một cái phương án. Thường nếu mà không có thì không nói gì, nhưng mà nếu có mà mình không đưa ra thì như vậy là thiếu nha, như vậy là nó là thiếu sót. Dạ. À, còn bạn nào có ý kiến nữa không ạ? Rồi, ở đây thì các bạn đánh giá là TISN0M0 ha. Thì cho anh hỏi là tụi em mô tả cái cách đánh giá. Đấy là mô tả nhất là tụi em dùng bằng phân loại nào ha, dùng bằng phân loại nào và mô tả là cái cách đánh giá. Có nghĩa là làm sao để tụi em đánh giá được như vậy cho các bạn nghe. Dạ thưa anh ạ, anh chút xíu. Cái này là mình xác định là u đoạn cuối ống mật chủ, thì em xem theo sách của IDS đó, thì em thấy người ta đánh giá là về giai đoạn T thì nó sẽ có cái TX là không xác định được u nguyên phát, cái thứ hai là TIS là ung thư tại chỗ, thứ ba là T1 là ung thư xâm lấn thành ống mật chủ dày dưới 5 mm, T2 là xâm lấn thành ống mật chủ dày từ 5 đến 12 mm, T3 là xâm lấn thành ống mật chủ dày trên 12 mm, T4 là xâm lấn động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên hay động mạch gan chung, và TM là hai u nguyên phát đồng thời trên đường mật. Thì theo em thấy là dựa theo cái kết quả CT á, là còn cái là nó không có xâm lấn thì nó sẽ còn cái TIS với cái TX, còn cái giai đoạn N là NX là hạch vùng không đánh giá được, N0 là không di căn hạch vùng, N1 là có di căn 1 đến 3 hạch, N2 là 4 hạch trở lên, NSN là di căn hạch vùng được phát hiện qua sinh thiết đơn thuần, NF là di căn hạch vùng được phát hiện qua sinh thiết lõi. Thì em thấy thứ nhất là lâm sàng em khám không có hạch, và cái không cũng không có trên cái kết quả CT thì cái chỗ phần hạch thì cũng không có thấy gì, cho nên em nghĩ là N0. Còn cái giai đoạn M thì có M0 là không di căn xa, M1 là có di căn xa, thì hiện tại là chưa thấy có di căn xa, cho nên em đánh giá là TIS N0 M0 thì tra vào cái bảng thì em thấy nó là giai đoạn 0 theo cái sách của Đại học Y Dược. Mọi người có sách thì lật ra trang 321. Bây giờ khối u nó xâm lấn thành dựa theo kích thước như vậy thì làm sao em đánh giá được? Nó là T2, nó có thể là T1, T2, T3. Dạ thưa anh, tại vì em thấy thế. T chỉ có ghi nhận là khối choáng chỗ ở đoạn cuối ống mật chủ ghi hẹp khít lòng ống mật chủ mà. Hẹp khít lòng rồi, là gần hết cái lòng ống mật chủ rồi. Thì như vậy nó có thể nằm ở TIS không? TIS là T in situ á. Dạ. Tumor in situ. Như có nghĩa là nó nằm ở cái vùng nó mới khu trú. Nó khu trú, nó chưa có xâm lấn ở xung quanh. Nó chưa có phát triển ra khỏi bề mặt của cái bề mặt khác. Nó chỉ nằm ở cái niêm mạc đường mật thôi, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng bây giờ nó hẹp khít lòng ống mật chủ rồi, thì em đánh giá như thế nào? Em nghĩ nó là còn in situ không? Mà in situ được. Dạ, cái này em đọc lại cái chỗ T đi. Đọc lại cái chỗ T đi. Dạ. Yeah. Dạ, T theo lý thuyết người ta ghi là TIS là ung thư tại chỗ, T1 là ung thư xâm lấn thành ống mật chủ dưới 5 mm, T2 là ung thư xâm lấn thành mật chủ từ 5 đến 12, T3 là ung thư xâm lấn thành ống mật chủ trên 12, và T4 là xâm lấn vào mấy cái động mạch.
thì tại vì em theo như em chỉ đọc lý thuyết với so với kết quả CT thì em nghĩ là nếu mà có xâm lấn kiểu như vậy thì người ta sẽ ghi là xâm lấn thành ống mật chủ bao nhiêu, em tưởng là trên CT nó sẽ ghi vậy, cho nên là trong cái CT này em không thấy, cho nên em nghĩ là cái test làm gì có. Yeah. Không có đâu, không có ghi vào cho các bạn đâu, cho nên em mới nói là lúc đó lúc này á mình cần cái thằng EUS á để giúp cho mình chẩn đoán cái T là chính xác nhất ha. À, còn CT thì có đối với một số người à, đọc người ta đọc rất là đọc bài bản á, đọc có tâm á, và đọc có tâm á thì sẽ đọc ra TNM cho mình luôn, đọc TNM cho mình luôn ha. Còn đối với một số người chỉ đọc là khối u nó gạch kích lòng hay là kích thước khối u hoặc là khối u xâm lấn thôi. Chứ nó không có mô tả cho mình là T mấy thì cũng rất là khó ha, là khó cho bác sĩ. Thì lúc đó mình cần phải đọc lại ha, mình là một bác sĩ phẫu viên đúng không, mình cần phải đọc lại để mình đánh giá lại cái TNM cho chính xác để mình đưa ra cái kết quả cái chính xác hơn. Dạ yeah. Vậy thì cái đánh giá T này là phải đợi cái siêu âm quang cả nội soi. Đúng rồi. Nếu như mà chính xác hơn á thì sẽ để cái siêu âm quang cả nội soi đánh giá, còn không là mình sẽ đưa cái CT lên mình đọc. À, ở đây thì tụi em cũng không có chụp CT cũng chẳng biết chẳng có rõ là đọc như thế nào. CT mà muốn đọc được cái này á thì cần phải đọc ở trên máy ha, chỉ đọc ở trên phim cũng là khó. Đọc ở trên máy mà mình kéo á, mình kéo như các bạn học ở trên đó hình ảnh đó thì các bạn biết là bây giờ cái phim CT người ta sẽ đưa lên cái hệ thống ở trên bệnh viện ha. Và mình đọc ở ngay trên màn hình vi tính. Chứ giờ đọc trên phim á thì nó lát cách nó xa quá, mình cũng khó thấy. Khi mà mình kéo á thì nó sẽ liền sát hơn, liền mặt hơn. Cái lát cắt nó mình có thể thấy được những cái lát cắt nhỏ hơn, lát cắt sát nhau hơn thì mình thấy đánh giá được khối u nó xâm chiếm thành đường mạch bao nhiêu mm. Chưa đây thì anh thấy rất là khó để đánh giá cái TNM này ha. Dạ. Yeah. Rồi các bạn nào có ý kiến gì không về phần này? Đối với nếu mà anh á, nếu mà trường hợp này á, để muốn đánh giá lại tiên em á, anh sẽ làm lại hai cận lâm sàng. Thứ nhất là làm lại cái MRI ha, làm lại cái MRI đường mạch. Tại vì đây là u đường của mình chủ đúng không? Thì để đánh giá đường mạch nó đánh giá trong lòng đường, để đánh giá tổn thương trong đường mạch thì em ra MRCP là tốt nhất, làm lại cái MRCP thêm nhất. Thứ hai là sẽ làm thêm cái EUS trong trường hợp này trước khi mình đưa ra một cái quyết định cuối cùng rồi thôi bây giờ tạm thời mình sẽ dựa theo cái chẩn đoán của bạn thôi, mình đi theo theo cái hướng hướng chẩn đoán sơ bộ này. Bây giờ cũng chưa biết là u lành hay u ác, chưa biết nó là nào. Dạ, chị tiếp theo tụi em qua phần điều trị kéo lên lên sao? Thì hướng điều trị của em. Alo, nói đi thằng. Anh cho em hỏi chỗ này đấy là như cái trong cái trường hợp này là nếu mà mình có cái siêu âm nội soi là mình chỉ định làm trước luôn anh hay là mình có cần làm CT không? Thường khi mà tụi em làm MRI xong, tụi em chụp một cái MRI ha, nó ghi nhận là một cái u ghi nhận có cái u ở nào, cái u nào ở vùng bấm tay á, lúc đó tụi em mới làm cái EUS, nghĩa là EUS sẽ làm sau hơn MRI. MRI vẫn sẽ làm trước, MRI hoặc CT ha. Thì tốt nhất vẫn là MRI, anh nói rồi. Nên làm trước
em nào CT làm trước, lúc đó mới làm EMS sau ha, chứ mình không làm EMS trước. Dạ. Tại đầu tiên là mình cần phải khu trú được cái nguyên nhân này nó nằm ở nguyên nhân nào ha. Tại vì nếu như mà tụi em làm MRI hoặc CT nó ra sỏi ha, hoặc là nó ra viêm hẹp lành tính, viêm hẹp lành tính, viêm mất đi, hoặc là nó ra giun, thì tụi em làm EMS làm gì nữa, đâu có ý nghĩa gì, đúng không? Mình cần phải khu trú trước cái nguyên nhân của nó là một cái nguyên nhân khối u chưa rõ bản chất, chưa rõ nguồn gốc, thì mình mới làm cái EMS. Rồi, tiếp. Kéo qua phần điều trị đi sao? Điều trị thì tụi em thấy là thứ nhất là cái ông này có cái ASD tăng, cho nên tụi em nghĩ là phải hạ men gan của ổng, cái rối loạn đông máu. Thì ổng có cái rối loạn đông máu ngoại sinh, và tiếp tục điều trị cái tăng huyết áp của ổng và giải quyết cái vấn đề u ở đoạn cuối mặt chủ này. Thì về cái hạ men gan á, thì theo y lệnh em thấy là có glucose 5%, 500ml pha với Libertin 5g truyền tĩnh mạch trong 30 giọt trên phút, và cho uống diệp hạ châu một viên hai lần một ngày. Còn về cái rối loạn đông máu thì cái này là mình nghĩ nhiều là do kiểu kém hấp thụ vitamin K, cho nên là bổ sung vitamin K vào thì một lọ nhân hai lần lúc 8 giờ và lúc 4 giờ chiều. Còn cái huyết áp của ổng thì hiện tại thì cái huyết áp của ổng vẫn bình thường như những lúc mà ổng điều trị tại nhà thôi, cho nên cứ là duy trì cái amlodipine 5mg một viên và uống lúc sáng. Còn về cái phẫu thuật của cái ông này á, kéo lên xích trên đi anh sao? Kéo cái hình này hình như nó bị che mất một đoạn của mình rồi đó. Cái phần cái giải quyết cái u của cái ông này á, thì là do ổng là lớn tuổi và có bệnh nền, cho nên là bác sĩ sợ kiểu nó sẽ để lại xảy ra những cái nguy cơ khi mà phẫu thuật, cho nên là chỉ đặt cái làm ECB và đặt cái stent giải áp cái ống mật này cho cái ông này thôi. Và cái trước khi làm phẫu thuật này thì có cho một cái kháng sinh dự phòng, kéo xuống dưới đi anh. Cái kháng sinh dự phòng là cefoperazone 2g trước ECB đặt stent. Dạ, cái đó là cái phần điều trị cho ông này. Mọi người có đóng góp ý kiến gì không ạ? Cái chỗ này á, em có một cái thắc mắc là theo như hồi lúc em học dây á, em nhớ là trước khi phẫu thuật là dự phòng kháng sinh thường là sẽ dùng C2, mà sao em thấy chỗ này dùng C3 em, nhưng mà tại vì em thấy nhưng ở khoa gan mật tụy thì mấy anh hay dùng cái cefoperazone này, do là nói là nó dễ thấm qua đường mật gì đó, nhưng mà em thấy hồi xưa học dây thì dự phòng thường dùng C2 mà cái này là C3, cho nên em có thắc mắc chỗ này. Ra dự phòng thì nó đúng là nhất là đúng nhất là C2 chấm C2 trở về sau ha, C2 trở về sau chứ trường hợp này dùng C3 thấy cũng không có hợp lý lắm, như là mổ trong tung mạch cấp hay là mổ ruột thừa dự phòng là C2 đó.
đề phòng là C2 hết. À, thì nhìn, nếu tùy cái đánh giá nữa, nếu như mà em thấy rằng á, trong cái phẫu thuật thủ thuật á, nó có tình trạng nguy cơ nhiễm trùng nhiều, có nghĩa là bệnh nhân chưa biểu hiện nhiễm trùng ở trên đây, nếu biểu hiện nhiễm trùng ở trên đây thì mình đã phải kháng sinh điều trị rồi. À, còn nếu như mà bệnh nhân chưa biểu hiện nhiễm trùng ở trên lâm sàng, trên công thức máu, trên cận lâm sàng, nhưng em đánh giá nó là một cái thủ thuật có thể gây nhiễm trùng đường mạch, nó có thể gây nhiễm trùng nhiều á, thì mình có thể dùng cân nhắc dùng C3. À, dùng C3 trong trường hợp này có thể là bác sĩ người ta sợ rằng á, gì biến chứng gì trong bệnh SCB, sẽ có biến chứng là nhiễm trùng đường mạch ngược dòng, đúng không? Nhưng mà mình ngược dòng từ cái đường ruột qua, cho nên là có khả năng người ta đã dùng C3 để đảm bảo an toàn hơn. Nhưng mà tại sao trường hợp này lại không làm Whipple mà là chỉ đặt stent? Bây giờ mình những nguyên nhân gì, những cái yếu tố nào để khẳng định là tại sao bệnh nhân này không làm Whipple mà chỉ làm stent? Dạ thưa anh, là bữa trước em nghe bác sĩ nói là hình như là do bệnh nhân lớn tuổi, nhưng mà ý là khi mà bệnh nhân lớn tuổi thì những cái nguy cơ của cái phẫu thuật nó sẽ cao hơn. Xong rồi bác sĩ mới tư vấn với người nhà là chỉ đặt stent trên bệnh nhân này chứ không có mổ Whipple. Là nếu như vậy á thì tụi em cần đánh giá cái thang điểm nào? Nhớ lại cái phác đồ của Barcelona, đánh giá tổng trạng đúng không? Cái đó nó thuộc về tổng trạng. Cái hình như cái BSSA. Đúng rồi. Xong rồi mình đánh giá cái PS là ASA. Đánh giá nó thuộc vào cái tổng trạng của bệnh nhân. Nếu như mà tổng trạng bệnh nhân không cho phép mổ, không cho phép làm lớn thì đó là một trong những cái chống chỉ định của cái việc phẫu thuật Whipple. Bệnh nhân lớn tuổi, tổng trạng suy, rồi già yếu. Thì thấy rằng cái việc mổ triệt để với lại cái việc không mổ triệt để, cảm thấy rằng nó có cái gì có lợi, có thể có ưu điểm hơn không, có thể có những cái tốt hơn hay không. Nếu như không tốt hơn thì mình sẽ không có dùng, mình sẽ không có nghĩ đến cái phương pháp là mình sẽ phải thôi triệt để trên bệnh nhân này. Tuy nhiên bây giờ đặt một câu hỏi đặt ra là cái EICP đặt stent nó cũng có thể dùng trên bệnh nhân là u lành tính. Nhưng u lành tính, những trường hợp u lành tính nó không phải là u ác tính thì có thể là stent được. Đó cũng là một phương pháp chủ yếu để gì? Để giải áp trung nhân cái vấn đề của bệnh nhân hiện tại. Vấn đề bệnh nhân của hiện tại là tắc mạch, đúng không? Thì nếu như mà u lành, đó là sự khác biệt giữa cái u lành tính và u ác tính. Nếu như nó là u ác tính thì các bạn phải phẫu thuật. Nếu như bệnh nhân tổng trạng tốt, chưa có di căn xa, khổ u chưa có xâm lấn vào những mạch máu lớn, là phẫu thuật được. Muốn phẫu thuật triệt để Whipple á, thứ nhất là bệnh nhân phải thỏa những cái tiêu chí sau. Đầu tiên là gì? Tổng trạng tốt. Thứ hai là gì? Chưa có di căn xa. Và thứ ba là chưa có xâm lấn những mạch máu lớn. Thường là những mạch máu mà chúng ta cần mà phẫu viên cần phải thám sát trước khi mà làm Whipple.
đó chính là gì? Bó mạch mặt trên tràng trên, bó mạch trên trên tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch cửa. Tại vì thường khi mà xâm lấn những mạch máu đó rồi á, là cũng đồng nghĩa với là cái viên ánh sáng, cũng đồng nghĩa với viên ánh sáng. Rồi thì ở đây là ở đây là mình chưa thực sự mình phân biệt được nó đó là một cái u lành hay u ác, chưa thực sự phân biệt được nó là u lành hay u ác. Thì nếu như mà là u lành á thì cái EICP đặt stent có thể là một phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Tại vì u lành á thì đương nhiên là nó sẽ không có nó chỉ cư trú ở vùng đó thôi, nó không xâm lấn ra xung quanh, nó không ảnh hưởng tới tổng trạng của bệnh nhân. Nhưng mà nó gây một cái vấn đề là tắc mạch cho bệnh nhân, thì bây giờ mình đặt stent sẽ là tạo một cái đường lưu thông, đường lưu thông từ đường mạch xuống ruột, xuống tá tràng, thì là giải quyết được cái vấn đề tắc mạch của bệnh nhân rồi. Nhưng nếu mà là ung thư thì mình sẽ có những cách giải quyết gì? Nếu mà là ung thư ác tính thì thứ nhất là có rất là nhiều cách để giải quyết cho bệnh nhân này. Thì đầu tiên là phẫu thuật huyết bô. Huyết bô là phẫu thuật triệt để. Phẫu thuật triệt để. Anh nói chung chung ha, chứ không nói cho bệnh nhân này. Khi mà nó là ung thư con nóng ba te á, thì phẫu thuật huyết bô là một phẫu thuật triệt để cho bệnh nhân này. Rồi vậy nếu như không phẫu thuật triệt để được thì mình sẽ làm, mình sẽ có những phương án gì khác. Thì phương án mà EICP đặt stent nó là phương án nhẹ nhất đối với những bệnh nhân mà ung thư con móng te mà không phẫu thuật huyết bô được, không phẫu thuật triệt để được, thì là EICP đặt stent là phương án nhẹ nhàng nhất. Bởi vì sao? Thứ nhất, nó cũng chỉ là một cái thủ thuật nội soi tiêu hóa, nội soi ngược dòng đặt stent vào trong lòng đường mạch thôi. Thứ hai là dịch mạch nó có thể gì, nó có thể lưu thông từ đường mạch xuống ruột được, xuống tá tràng để tiêu hóa thức ăn được, nghĩa là dịch mạch vẫn, bệnh nhân vẫn còn có dịch mạch để tiêu hóa thức ăn chứ không phải là mất dịch mạch ra ngoài, giống như là một phương pháp tí nữa anh sẽ nói sau. Đó là những cái ưu điểm của ICP. Tuy nhiên có một cái nhược điểm của nó là ngoài những cái biến chứng mà những cái biến chứng thường gặp của ICP ra các bạn biết rồi đúng không, thì còn có một nhược điểm đó là tỷ lệ thất bại khá cao. Nếu đạt được thì quá tốt rồi, nhưng mà thực ra là tỷ lệ thất bại nó khá cao. Khi mà nó thất bại á thì mình cần phải, mình sẽ có những phương án nào tiếp theo sau đó để mình điều trị trên bệnh nhân này. Bây giờ phải, nếu không thì nếu mà thất bại á thì mình sẽ dùng phương pháp tiếp theo là phẫu thuật. Nhưng mà mục tiêu phẫu thuật này không phải là gì, không phải là để phẫu thuật huyết bô, mà mục tiêu phẫu thuật này là để phẫu thuật những cái vấn đề trên bệnh nhân này. Thì vấn đề ở trên cụ thể trên bệnh nhân này nó là gì, là tắc ruột, đó là tắc mạch. Tuy nhiên các bạn có thể thấy rằng khi u ống mate ngoài tắc mạch ra, nó có thể có những cái biến chứng khác chứ mà tắc mạch không, ví dụ như là biến chứng tắc gây hẹp lòng tá tràng, gây hẹp môn vị, gây hẹp tá tràng, tại vì có u nó xâm lấn ra ngoài, nó xâm lấn lớn, nó cũng là gây từ từ nó gây hẹp lòng từ từ và nó sẽ gây ra triệu chứng là gì, hẹp môn vị, hẹp tá tràng, đó là ói, bệnh nhân nôn ói sau ăn thức ăn cũ, rồi sau ăn có bụng lõm hình thuyền vân vân, có ốc ắc dương tính, đó là những cái dấu hiệu của một cái tình trạng là hẹp. Rồi siêu âm chụp X quang thì có dày giãn ra, thì đó là một trong những biến chứng mà khối u nó có thể gây nên. Và biến chứng thứ ba có thể gặp là gì, đó là xuất huyết tiêu hóa, đúng không, khối u nó xâm lấn vào mạch máu, nó có thể gây xuất huyết tiêu hóa rì rả, nhiều trường hợp nó có thể gây chảy máu nhiều không cầm được, và cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tử vong ở những bệnh lý về ung thư ubate, đặc biệt là ubate. Thì ở đây bệnh nhân mình mới ghi nhận bệnh nhân có một cái biến chứng thôi, nó là tắc mạch. Thì khi mà ở đây cục mổ thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó của bệnh nhân.
đó là mình sẽ nối mạch ruột, phẫu thuật để nối mạch ruột ha, phẫu thuật để nối mạch ruột và đồng thời mình sẽ lấy, mình sẽ sinh tiết hạch hoặc là sinh tiết khối u trực tiếp ở trong cục mổ, để nếu cần thiết thì mình sẽ cho bệnh nhân làm hóa trị nếu bệnh nhân đồng ý, bệnh nhân đồng ý, để giúp cái gì, giúp cho cái kéo dài thôi, là giúp cho kéo dài cuộc sống của bệnh nhân thôi, chứ cũng không, thực ra triệt để cũng không còn nữa ha, để không còn nữa, triệt để chỉ có huyết bô thôi, ngoài ra không có phương án nào là triệt để hết, tất cả những là những cái phương án là kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân ha. Rồi như vậy là phẫu thuật nối mạch ruột ha, nối mạch ruột để làm lưu thông lại lại đường mạch cho bệnh nhân ha, và phương pháp dùng để nối mạch ruột nhiều nhất là người ta dùng nó là RootsNE ha, phương pháp nối mạch ruột RootsNE là mình đưa cái quai hổng tràng lên, mình nối theo kiểu chân y, theo cái chữ y á, y dài á ha, các bạn biết rồi nha. Rồi RootsNE đó là mình học trong bên giống như là trong bên cái dạ dày á, mà cái dạ dày chắc bạn biết rồi chứ ha. Rồi còn nếu nhưng mà thường đại đa số á, khi bệnh nhân chưa có cái biến chứng là hẹp môn vị, hẹp hay là hẹp tá tràng, thì trong cuộc phẫu thuật đó ha, các bác sĩ có thể mình xem xét mình sẽ nối vị tràng luôn cho bệnh nhân. Tại vì thực sự ra nối vị tràng nó là một kỹ thuật nó cũng khá tương đối nhẹ nhàng chứ không có phải là nặng. Nhưng mà nếu như sau này mình chỉ nối mạch ruột không, thì sau này bệnh nhân vào, giả sử như bệnh nhân cái khối u nó không nó phát triển nó chậm ha, nó không có sinh nó xung quanh nhiều ha, bệnh nhân vẫn có thời gian sống có nghĩa là sau khi mổ bệnh nhân vẫn còn sống, thời gian sống còn lâu ha, nhưng đến đó nó sau này nó sẽ bị hẹp tá tràng, thì khi đó bệnh nhân sẽ phải chịu một cuộc mổ nữa để mà mình giải quyết cái vấn đề là giải quyết cái hẹp tá tràng của bệnh nhân, hẹp môn vị của bệnh nhân ha. Thì lúc đó mình mổ lại rất là cực cho bệnh nhân. Thì khi mà phẫu thuật á, đại đa số là thường các bác sĩ thường là sẽ nối mạch ruột và kèm theo nối vị tràng dự phòng trong trường hợp là sau này bệnh nhân khối u nó sẽ tắc, tại vì mình đâu có mổ cắt khối u ra ngoài đâu các bạn. Khối u đó mình vẫn có để ở trong đó, mình chỉ giải quyết cái triệu chứng của bệnh nhân thôi, đó là tắc mạch, thì mình sẽ nối mạch ruột và mình sẽ nối vị tràng dự phòng kèm theo ha, đó là phẫu thuật. Rồi lại trường hợp cái tổng trạng, cái thể trạng bệnh nhân không đáp ứng được với phẫu thuật nữa thì mình sẽ làm gì, phương án cuối cùng đó là gì, đó là làm PTPD. PTPD là dính lưu đường mạch xuyên ngăn mô da. Thì ở đây là nó có một cái nhược điểm của PTPD là gì, cái dịch mạch nó sẽ ra ngoài, dịch mạch nó sẽ ra ngoài, nó không có xuống ruột để tiêu hóa thức ăn được ha, nghe bệnh nhân mất dịch mạch, bệnh nhân nó sẽ trong tình trạng là mất dịch mạch ha. Và thứ hai nữa là gì, cái chất lượng sống nó sẽ giảm đi, tại vì lúc nào cũng phải mang cái ống lủng lẳng treo vào ngoài người á, cái chất lượng sống giảm đi. Thứ ba là nó cũng dễ tụt nữa, nó cũng khá dễ tụt, và khi muốn lần tụt thì phải đặt lại rất là cực ha. Thì đó là tất cả những cái phương án triệt để và không triệt để trên một bệnh nhân ung thư vòng mắt mate ha. Đó là những trường hợp anh đã đưa ra cho các bạn rồi, thì bây giờ mình chỉ cần dựa vào những trường hợp đó để mình đưa ra phương án xử lý thôi. Về trường hợp này, quay về trường hợp này ha, trường hợp cụ thể này ha, nếu mình cho rằng đây là ung thư đi, thì thực sự ra đối với những bệnh nhân này, đối với những bệnh nhân có bệnh cảnh này và trên bệnh nhân lớn tuổi hiện đại thì thường gặp là ung thư đó, thường gặp cái ô của là ung thư nha, tại vì thường là sau làm xong mình sinh thiết yếu bệnh ra thì nó là ung thư hết, thường là đa số là ung thư hết ha. Bệnh nhân này tổng trạng kém đúng không, vậy là EICP là stent, nhưng bây giờ anh hỏi nhóm trình thì bệnh nhân này đạt thành công hay không? Có theo dõi không? Dạ thưa anh, theo em nhớ hình như là thành công. Xem lại nha.
để xem lại, xem lại protocol, xem lại đừng có nhớ nó không chính xác đâu, xem lại rõ đúng cái tường trình, xem lại cái bản án á, em coi lại cái bản án và xem lại cái tường trình phẫu thuật, à, trong đó nó sẽ mô tả là thành công hay không thành công, à, không hay không thành công. Nếu thành công thì tốt, nó tốt cho bệnh nhân, còn nếu không thành công thì mình cần xem xét ra những phương án phía sau là phẫu thuật hoặc là DBD. À, tuy nhiên hôm bữa các bạn đã học một bài của thầy Quý Dũng rồi, ha, à, bài Quý Dũng rồi thì bây giờ cũng cái EUS á nó giúp cho mình đặt stent đường mạch rất là tốt. Các bạn tưởng tượng là cái ECP và cái EUS đặt stent nó khác nhau, hai cái đặt stent khác nhau ha. Cái ECP đặt stent là đặt stent xuyên nhú, có nghĩa là ở nơi nào có nhú á, mình phải đầu tiên là ECP nó sẽ định nó là cái là nhú vate, thì khi đó mình đặt cái stent nó xuyên qua cái nhú vate lên trong lòng đường mạch ha. Thì tại vì sao thất bại thì thường là do cái u nó xâm lấn, nó là gây chèn ép, nó gây biến dạng cái vùng u vate rồi, cho nên là thường là khả năng là ECP rất là khó xác định được, và khi mà đặt stent nó cũng rất là khó để mà xuyên qua được khối u, tại vì ở trong đây anh thấy là nó ghi là gây hẹp lòng, gây hẹp khít lòng ở một trụ rồi ha, thì stent nó vẫn phải xuyên qua được cái chỗ hở đó, nó đi lên trên thì nó mới thông được ha. Tuy nhiên cái EUS sao, cái EUS không bắt buộc phải xuyên qua lòng, xuyên qua nhú vate, mà nó có thể xuyên từ cái tá tràng mà xuyên thẳng vào trong lòng đường mạch luôn ha. Thì đó cũng là một cái phương án, nó cũng khá là anh thấy nó khá là tốt cho đối với những bệnh nhân giống như là trường hợp này, nếu mà là stent thất bại, tại vì nếu như mà làm được EUS mà xuyên thiết qua được như vậy á, thì bệnh nhân sẽ tránh được một cục mổ nối mạch ruột, hoặc là bệnh nhân sẽ tránh được phải làm VTPD ha. Đó, nếu như mà làm như vậy là tốt. Tuy nhiên cũng phải có cái cơ sở mà làm được cái EUS đó, chứ không phải là cơ sở nào cũng làm được. À, không phải cơ sở nào cũng làm được, mà không phải bác sĩ nào cũng làm được. Đó. À, còn không thì phải đưa ra những cái phương án sau. Rồi. Tới đây thì còn bạn nào còn câu hỏi gì không? Rồi, nó không thì thôi ha, tôi bỏ tại đây. Nói chung là ung thư có móng vate á, ung thư có móng vate phẫu thuật triệt để chỉ là whip ball thôi ha, chỉ là whip ball thôi. À, tuy nhiên đối với những trường hợp chống chỉ định của whip ball như đã nói rồi ha, nhất là tổng trạng lớn tuổi già yếu, thứ hai là di căn xa, thứ ba là xâm lấn mạch máu lớn xung quanh, đặc biệt là máu mạch mặt trên hàng trên là hay là tính mạch cửa ha, thì khả năng sẽ không có làm whip ball được nữa. À, thì lúc đó mình sẽ có những cái phương án dự phòng, à, tốt nhất vẫn là ECP là stent hoặc là EUS là stent là nhẹ nhàng nhất. Nếu mà thất bại thì mình sẽ chuyển qua phẫu thuật. Nếu như tình trạng bệnh nhân không thể phẫu thuật được nữa, bệnh nhân không phẫu thuật được thì mình không phẫu thuật nó mất ruột nó bị tràn á, thì mình sẽ làm VTPD là cuối cùng ha, VTPD cuối cùng. Rồi vậy thôi, xong. Nếu như mình dạ anh ơi. Vậy khi nào mình có chỉ định hóa trị bổ sung hay? Hóa trị đó hả? Hóa trị thì bi khi nào mà em xác định nó là ung thư thì em có thể hóa trị được rồi. Ừ. Em xác định tức nó là ung thư. Ca nào ung thư là mình cũng để hóa trị dù cắt được hay không ạ?
Thực ra nó phải cần phải bò đánh giá nó đáp ứng loại u của em. Thường là nếu như mà cái u nó là carcinom tuyến á thì đáp ứng hóa trị tốt hơn. Đại đa số là carcinoma tuyến ha. Đại đa số là carcinoma tuyến thì nó sẽ đáp ứng hóa trị tốt. Còn nếu mà nó là những cái u khác á thì anh cũng nếu mà nó là u ở mà mô liên kết ha, nó là u là ở loại biểu không phải là biểu mô mà là mô liên kết, là sarcom hoặc là mô cơ mô mẫu thì nó là khác, thì cái đó là anh không chưa nghiên cứu tới. Nhưng mà nó là carcinoma tuyến á thì nó là hóa trị được, có thể đưa ra hóa trị được. Nhưng mà thực sự ra dạ, nó không có nó cũng không hiệu quả lắm đâu, nó cũng không hiệu quả. Nó mình đưa ra hóa trị để bổ sung thêm cho bệnh nhân hoặc là hỗ trợ nếu mà đáp ứng thì nó tốt, chứ anh thấy đa số cũng không có hiệu quả lắm. Do những trường hợp mà không mổ được á, những trường hợp mà không mổ được mà đưa hóa trị á thì cũng bệnh nhân thường không chịu nổi cái đợt hóa trị đó, nhưng thường tử vong trước không. Nhưng mà khi mà tụi em có giải phẫu bệnh rồi thì tụi em có thể hội chẩn ung bướu ha, được ha. Bên ung bướu nó sẽ đưa ra những cái phương án hóa trị cho mình. Dạ anh ơi, với lại em đọc trong sách đó, người ta có nói là cái phương pháp block hạch thân tạng làm giảm đau sau mổ anh. Ở những cái trường hợp mà không phẫu thuật triệt để được á, thì lâm sàng có nên làm không anh? Thực sự là cái phương án đó, phương pháp đó là bên khoa gan mật tụy bệnh nhân là đã có làm, nhưng mà dạo gần đây thì không thấy làm nữa. Tại vì thấy hiệu quả nó không có cao em. Thấy nó không, ý là cái trên lâm sàng á bệnh nhân cũng không có biểu hiện rõ của cái việc đáp ứng tốt với cái đốt cái chích cồn, gọi là chích cồn á. Thay vì người ta chích cồn mà u gan đúng không, thì bây giờ người ta chích cồn vào hạch, vào cái hạch thân tạng để cho giảm cái cảm giác đau của bệnh nhân đi ha. Mình thấy nó không có hiệu quả lắm cho nên là khoa anh cũng không có làm được, khoa gan mật tụy bệnh nhân cũng không mới làm, còn không biết bên thứ nhất còn làm hay không, nhưng mà là có ha. Dạ, là có. Ừ. Rồi vậy thôi ha, còn hại gì thôi ha. Nếu mà không ai còn câu hỏi thì mình kết thúc buổi học tại đây nha. Rồi chào các bạn. Dạ rồi, tụi em cảm ơn anh nhiều ạ.